chị trong đạo tràng, và con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang pati katang cali angti warang aja cetha sangti tha satappa rajapha jatika desetu thammang anukam bimang pacang satthamma bereng vinayang jakayang suttang ca pangdang api tham majamang Ako tayang to satusak cadang dang Bapo tanaye barisa yamainche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, cúng dường lập dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cỡ tịch rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi, và dạ, con kính dâng mít đến ngài Lưu Tông để ngài thử mít đã. Con kính thỉnh ngài. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sĩ nam, cư sĩ đông đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng cũng rõ rõ. Nam mô Phật Thầy. Chúng con đã nghe ngài rất âm thanh rất là rõ ạ. Dạ xin anh chị trong đạo tràng, có anh chị nào có thắc mắc gì tích chat trên màn hình, hay là đặt câu hỏi, hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài. Dạ xin mời quý anh chị. Xin mời chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn trình đạo. Dạ Nhật Quỳnh thấy chưa có ai đưa tay cũng như chưa có câu hỏi nên Nhật Quỳnh xin được cầm bích hỏi. Dạ cảm ơn Như Quang. Dạ con xin hỏi mở hàng, mong rằng sự mở hàng của con với anh chị trong đạo tràng có những câu chết chát cũng như có những bàn tay. Dạ cảm ơn trần đạo. Dạ bạch ngài, con nghe giảng về thiền tứ niệm xứ, mà con hiểu tứ niệm xứ thì giống như mình niệm trong bốn cái xứ, mà xứ đó là nơi nào chỗ nào bạch ngài? Con nghe giảng nhưng mà con hiểu rất là lờ mờ, con không có rõ ràng. Dạ con cung thỉnh ngài chỉ dạy dùm con ạ. Nam mô Bích Thai, giá con kính dâng bích đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, tôi hôm trước là có bốn cái nơi hay bốn cái foundation để mình có thể dựa vào đó. Mỗi cái nơi nó có nhiều cái tiết mục khác nhau. Thứ nhất là thân, thứ hai thọ, thứ ba tâm, thứ tư là pháp. Thân thì có khoảng mười mấy chỗ, thọ thì có khoảng 9 chỗ, tâm thì có khoảng 16 chỗ, pháp thì có khoảng 5-6 chỗ gì đó. Thì mình phải học để hiểu những cái chỗ đó. Ví dụ niệm thân thì có hơi thở, hay là quán về bất tịnh, tứ quay nghi, tiểu quay nghi, và quán về thể trược. Thì một trong những cái nơi đó đó mình dùng để làm đối tượng cho cái niệm. Thật sự nói niệm nó có nhiều pháp, ít nhất là phải ba cái pháp chính: tập bi sấm bà cha nô sa ti ma, nếu muốn quán trong cái đó. Thành ra muốn có căn bản đó phải có pháp học. Bởi vì mình nói biết, nhiều mình thở vô biết, thở ra biết gì đó, thì cái biết đó là trí tuệ. Mà trí tuệ thì nó có phải có cái căn bản, tức là trí tuệ do pháp học, do pháp hành, hoặc trí tuệ do pháp thành. Mà nếu mình không có pháp học, tức là mà cái trí mình chưa bắt, làm sao tề quyền chưa có năng lực để mình không thể quán cái gì hết. Đồng ra muốn quán được rồi học để hiểu, để cho trí tuệ phát sinh cái đó, rồi mới dựa vào những cái đó để có thể mình thành cái pháp gọi là tứ niệm xứ, hay là thiền quán. Tức là chữ dùng trí tuệ để quan sát những cái điều kiện đó, cho tới khi nào ta thấy các tuệ phát sinh, tuệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, tức là thấy danh sắc, thấy nhân duyên sắc bao nhiêu thiện đó, thì lúc đó mới kể bắt đầu sơ khởi để được gọi là người hành giả của thiền tứ niệm xứ, hay hành giả thiền minh sát. Còn nếu mình chưa tới mức đó thì không có chuyện gì để nói cả. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú con thành kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, con hiểu được một chút. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay của quý anh chị, cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ. Con chưa có thấy bàn tay, cũng chưa thấy câu chết chát. Dạ, cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, bạch ngài, có người ta thắc mắc với con, mà con thì thật sự con không có để ý. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tại Nhật Quỳnh cũng hiểu lờ mờ quá. Dạ, cứ nghe tứ niệm xứ hoài, mà mình không hiểu niệm ở đâu, mà tu như thế nào để mình thấy được cái niệm xứ đó. Dạ. Dạ, có người hỏi con như thế này. Tại sao mà tay Bồ Tát ở một cái chùa, dạ con không có nói, không có tiện nói tên chùa, thì tay phải thì chỉ xuống đất, mà tay trái thì chỉ lên trời. Còn những tượng ở chỗ khác ấy, thì tay phải chỉ lên trời mà tay trái chỉ xuống đất. Dạ, con thì không biết, thật sự là con không có để ý. Dạ, con thấy tượng Bồ Tát thì con chỉ xá chào vậy thôi, chứ con cũng không có để ý là tay nào đưa lên trời mà tay nào chỉ xuống đất. Bây giờ có người thắc mắc với con, nói con là như vậy, nên con cung thỉnh ngài. Dạ, con không biết là cái tượng Bồ Tát như thế nào là đúng. Dạ, tay nào chỉ lên trời, tay nào chỉ xuống đất, bạch ngài. Dạ, con kính nhân bích trên ngài. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tôn hiền giả. Kính thưa chư quý vị, thì Bồ Tát giờ mới lọt lòng mẹ thì bước bảy bước, tới bước thứ bảy thì đưa tay phải chỉ lên trời, đưa tay trái chứ, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ lên đất, mà nói câu khô hại mấy gì đó.
cái câu vận tiếng Bali đó là bản số thường mình hay dịch là thiên thượng thiên ngã, thiên thượng thiên ngã gì ngã độc tôn gì không. Thì cái đó là ngài chỉ lên trời chỉ lên đất. Còn đa số thì chúng tôi để tư thái của miếng điện thì ta phải chuyển trời, ta trái chuyển đất. Nhưng mà cái chỗ khác thì chúng tôi không biết. Nhưng mà đa số khi người ta ta hỏi cái lời giải thích thì thật sự không có lời giải thích nào đó. Bởi vì trong kinh cũng chỉ nói văn tắc là một tay chỉ trời, tay chỉ xuống đất mà thôi, chứ cũng không phải nói tay nào chuyển trời, tay nào chuyển đất. Có thể có sự giải thích nào đó nhưng mà mình tìm chưa thấy thôi. Nên là cứ tạm thời theo cái số đông, đa số các tượng mà Bồ Tát đản sanh đó, thì tay phải chuyển trời, tay trái chuyển đất. Ngài mới nói ạc cư gách miễn đặc cô hạ hai mí gì đó. Thường thường không có cái câu đó học hoài mà tại không biết mà không nhớ. Tại vì mình chắc không có cái pháp tu để thành Bồ Tát thì sao không biết. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ, sa thu, con thành kính tri ân Ngài. Dạ, con nghe Ngài giải đáp thì con rất là hoan hỷ. Thì đúng ra trong kinh cũng không có nói rõ ràng là tay nào chỉ lên trời, tay nào chỉ xuống đất. Dạ, cảm ơn Đại Dương. Nhưng mà Như Quỳnh không dám đâu. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, con Như Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, kính chào Định Tuệ Song Tu. Kính chào A Trì Đàm. Ba con số 1. Dạ. Rồi kính chào Tĩnh An. Kính chào kính chào quý anh chị vừa vào đạo tràng. Rồi, thấy có câu hỏi của hôm qua rồi. Dạ, con xin đọc. Và nếu sau câu hỏi này có câu hỏi nữa thì Nhật Quỳnh mời Trần Đạo làm thị giả cho Ngài nha. Dạ, chừng nào mà bí quá thì Nhật Quỳnh trả lời. Dạ. Thưa sư, 7 bước chân có ngụ ý khuyên răng gì trong kinh Tạng, kinh Phật không ạ? Để con đọc lại. Thưa sư, 7 bước chân có ngụ ý khuyên răng gì trong kinh Phật không? À, dạ, con kính nhận mít đến Ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Nam Mô Bụt Thà, dạ, kính bạch chư Tô Mày, dạ, kính thưa chư quý vị. 7 bước này được giải thích trong chú giải của Đi Kha Ni Ca Giá từ chú giải Trường Bộ Kinh Maha Quát trong kinh Maha Ba Đa Na Sutta. Từ 7 bước này tượng trưng cho 7 pháp đưa đến giác ngộ, tức là thất giác chi. Nghe thất giác chi. Còn có giải thích nào khác thì chúng tôi không có thấy. Chúng tôi chỉ thấy cái đồng cái chú giải của cái bài kinh Maha Ba Đa Na Sutta thì họ giải thích 7 bước tượng trưng cho thất giác chi. Satta Phocchang Khá, Satta Sampocchang Khá, nghĩa là người nào hành cái bài Satta Sampocchang Khá này tới mức đầy đủ năng lực thì chắc chắn gì đó phải đắc quả. Còn cái chỗ nào nếu mà có gì nào thấy cái chỗ nào khác giải thích khác hơn thì cũng xin cho chúng tôi biết để chúng tôi học hỏi thêm. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, con thấy Hiền Hòa đã kính tri ân Ngài. Dạ, con kính xin đọc câu hỏi của Sích Kim. Sự khác biệt của nhãn thức và nhãn xúc, xin sư giải thích. Con cảm ơn sư trước. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thà, dạ, kính bạch chư Tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Nhãn thức là tâm thuộc về thức quẩn, nhãn xúc là tâm sở thuộc về hành quẩn. Nó khác nhau rõ ràng vậy chứ có gì đâu ha.
ngoài nhiệm vụ nó còn nó khác gì nhiệm vụ gì này nọ nữa, nhưng mà đại khái chúng ta chỉ biết nó khác nhau hoàn toàn, không có giống nhau được một cái tâm, cái tâm sở. Tâm nó có nhiệm vụ biết đối tượng, tâm sở tùy theo cái tâm sở nào nó làm gì đó. Hai cái nó khác nhau, một cái là tức quẩn, cái là hành quẩn. Một cái thầy á, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ anh chị có câu hỏi gì không ạ? Test chat trên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ? Dạ thưa bạch ngài, cho con có câu hỏi. Khi mà thân thể của mình nó thường xuyên cảm giác khổ thọ thì dễ dàng quân tu tâm tự ái không ngài? Dạ con kính dâng mất đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái thân này thì nó có cái khổ thọ cũng có lạc thọ. Ở đây nếu gì anh học, học mà vì pháp mà học hết cái phần sắc pháp sẽ biết tại sao. Nó biết tại sao cái thân nó thật khổ cũng có mà cái đó lạc cũng có. Này cái đó nó dựa vào số cái điều kiện của sắc pháp. Còn mình bị như thế nào thì cái đó mỗi người nó có một cái khác nhau giải thích cho nó, nhưng mà nó tường tận thì rất là khó. Chỉ từ những cái gì mà có kinh nghiệm riêng trong cái của thiền minh sát thì có thể quán được thấy này thấy nọ, chứ còn bây giờ hỏi cái chung chung thì chúng tôi không biết nói làm sao để diễn đạt nó được ha. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp làm tách chat trên màn hình ạ. Xong tôi có câu hỏi gì không ạ? Dạ hôm nay không thấy anh chị nào đặt câu hỏi gì hết. Dạ con thấy Hoàng Phương 4 có đặt câu hỏi. Kính bạch ngài, theo con biết có 4 pháp hộ thân trong Phật giáo, những pháp này có quan trọng không và cách hành như thế nào? Chỉ hành một pháp hay hành cả 4 ạ? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, khi nói pháp 4 pháp hộ thân phải liệt kê ra chúng tôi biết nó nằm đâu, chứ còn nói gì không ai biết được đâu mà giải thích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ bạch ngài, cho con có câu hỏi. Ví dụ trên cái vấn đề trong văn hóa xã hội Việt Nam mình giờ đó bạch ngài, cái vấn đề lợi dưỡng thường là cực đoan hơn là tìm thấy hơn là cái khổ hạnh, phải không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, quý vị nên hiểu khi nói lợi dưỡng cực đoan là nói liên quan tới cái vấn đề mà pháp hành. Hồi xưa Bà La Môn thì họ có cái cách suy nghĩ phải hành cái xác này cho khổ, cho này cho nọ, để thấy cái này cái kia, tiếng đất cái này cái nọ, chứ không phải là mình người ăn sung mặc sướng là lợi dưỡng, không phải.
bình thường mình không có học Phật pháp, mình không có hành, không có làm gì, mình cũng ăn sao ăn chuyện bình thường nha. Bởi vì dầu có mình ăn hay không ăn thì một trong bốn đường ác đạo là ngôi nhà cũ sẽ trở về thôi. Còn cái này là thường thường Bồ Tát khổ hạnh hồi xưa đó, thấy Bồ Tát khoảng 6 năm là tại sao? Nó là một trong những cái được người thời đó người ta coi như là một cái đường lối mà có thể chứng đắc pháp cao thượng vậy đó. Thành ra ngài mới thử, ngài mới hành cho tới cái mức mà hay là sắp tắt thở rồi mới biết cái này là không phải. Thành ra khổ dương hay lợi hạnh là niệm là một cái loại cái đường lối để tu tập. Có người là nghĩa là nói phải ăn cho nó đầy đủ này kia mới hành được. Có người mình phải khổ hạnh như vậy mình mới thấy được cái này cái nọ ha. Hai cái đó là rất là khác nhau rất là xa, khác nhau rất là xa. Còn như mình thời bây giờ đó, mình ăn sung mặc sướng là lại dưỡng, không phải, không có liên quan tới Phật khổ hạnh gì hết á. Người ta thích đồ ăn ngon miệng, người ta cứ ăn rồi thì với cái tâm ác thì cũng đi bốn đường ác đạo, với thiện pháp cũ nó có thì mới đi lên thôi. Còn cái này thì đâu có cái cách ăn đó để đưa tới cái mục đích gì, mục tiêu gì đâu, không có. Hôm nay cái đó là phân biệt rõ ràng, là hiểu cho nó kỹ ha. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thúc giảng dạy, con thấy con hỏi của sư là vô ba mất đến ngày tàu hiền giả ký đi chứ hỏi mà giống như là nói giỡn nói chơi không có được. Bạch xà cái xúc này nó loại tâm sở nhiệm vụ nó khác, mà tập hợp nó một loại đối tượng, hai cái nó khéo rất là xa. Đâu phải tiếng Việt mình dịch là xúc nữa, cái mình cứ tưởng nó giống nhau, nó giống nhau rồi đó. Cái nào là đối tượng khác, cái nào là cái thực tinh pháp mà nó không liên quan tới đối tượng khác, mà nó là đối tượng của một cái pháp nào riêng biệt. Bởi vì tất cả các pháp nó đều có thể là đối tượng được, như Bồ Tát pháp nó chỉ là đối tượng của một hai loại tâm nào đó thôi, chứ nó không có cho tất cả mọi cái khác, nó phải khác nhau thì nó giống nhau được. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Tắt chat lên màn hình hay là trực tiếp giơ tay để hỏi ngài ạ? Dạ kính mời quý anh chị ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, tâm sáng chói Bá Sát Xá Rá Chích Tá trong đoạn kinh sau đây là tâm gì? Tâm này này các tỳ kheo là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu quế từ vào. Bậc thánh đệ tử nghe nhiều như thật rõ biết tâm ấy, do vậy ta nói rằng tâm thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi không có rõ là lấy cái này từ đâu ra. Bởi vì chữ tâm trong sáng và phát ra đó thường thường chỉ cho pháp quan khá, tức là tâm hữu phần.
chỉ cho tâm hơi bộ phận. Bởi vì nó thông bộ phận đó, tại sao gọi là mình dịch là sáng chói? Tại tất cả các tâm làm cái nhiệm vụ hộ phận, không có tâm nào mà nó có phiền não đi theo. Bởi vì nó là tâm quả, nó làm cái nhiệm vụ đó mà thôi. Thành ra khi nói như vậy, thành ra cái tâm đó, ngay cả trong chú giải cũng giải thích là cái tâm đó đó. Vì nào đánh cái đó sẽ thấy trong cái phần đó nó ra. Thành ra nó phải có những cái như vậy để cho mình thấy nó được, là nói tới cái đó. Đấy thì cái tâm nó theo cái chú giải của Bà Thị Sẩm Phí Tha Mắt đó, nó có tới 10 cái tên khác nhau đó, 10 cái tên khác nhau. Thành ra một trong những cái tên đó là gọi Bà Phát Sà Rá hay là Bành Đà Rá. Thì nó chỉ cho cái tâm đó khi nó phát sinh nó không có cái phiền não nào đi theo nó, thì là như gọi là tâm sáng chói trong sáng vậy đó. Nhưng mà trong chú giải thì cũng giải thích chỉ cũng nhiều thôi, tại hỏi bất tử quá chúng tôi không có nhớ chú giải nào. Đây khi nào tôi tìm được chú giải không cho sẽ cho biết cái chú giải của cái loại đó đây. Cái gì hỏi có thể trả cứu thêm được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy Trịnh Định Tuệ Song Tu đã tri ân sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Kim. Chắc khú Vinh Nhà Ná có trước khi chắc khú Phát Xá? Con cảm ơn sư trước. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bữa trước nhà có người giới thiệu trong rung là đã học Bồ Đại Sứ rồi, Duyên Hải Duyên Đồ mà còn hỏi câu như vậy thì chẳng lẽ muốn thử sự hiểu biết của chúng tôi cũng có khả năng để giải thích những cái điều mà quý vị này hỏi nữa nha. Nam mô Bụt Thầy Gia. Ngài cho con xin một câu hỏi. Tâm thức có thể thay đổi mà có thể chuyển hóa, vậy cái ý nghĩa của nó có quan trọng thế nào đối với sự tu tập bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái sự tu tập đó là nó không có liên quan gì tới việc một tâm thức này tâm thức nọ. Tu tập rồi để tận diệt phiền não mà thôi. Khi mình tận diệt phiền não thì cái tâm nó không còn là cái nơi để cho cái phiền não nó dựa vào đó để nó làm phiền làm khổ hay để cho mình tạo ác pháp nữa. Đó là sự tu tập. Chứ còn nếu mà mình mà không có cái sự tu tập, tức là để đưa tới cái sự tận diệt các đó, thì chắc chắn là mình sẽ khổ hoài chứ không có gì đó. Thành ra đó là những cái mà mình nên hiểu để mình biết rằng sự tu tập tâm thức là một phần trong cái các pháp, tức là tâm thức thuộc về danh, một phần tu tập của các pháp. Muốn tập thì phải biết danh sắc rồi này kia rồi đó. Thành ra đó là những cái mình cần phải tu tập để mình đưa tới cái gì đó, chứ không phải là nó có liên quan gì nhau. Tất cả các pháp danh sắc thì nó phải liên quan nhau, làm sao nó không liên quan được. Nhưng mà nó liên quan như thế nào là nó tùy theo một số cái điều kiện của nó được. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ sa thốt con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì với ngài không ạ? Hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ? Xin mời quý anh chị ạ.
không thấy ai giơ tay hỏi, con xin phép hỏi một câu nữa ạ. Dạ bạch ngài, nếu trong cuộc sống là vô ngã, có khiến chúng ta mất phương hướng không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, cuộc sống này là vô ngã là sao? Vô ngã là chỉ là trạng thái của nhìn pháp sắc pháp mà thôi. Mình hiểu cái gì mà hiểu cái kiểu mà nó sai sâu vậy đâu có được. Cái lỗi gì mắc hồ. Cái chữ vô ngã đó là nó có cái điều kiện của nó, nên chứ không phải cuộc sống này nó là vô ngã. Cái cuộc sống này là một cái loại chế định mà nó phải dựa vào cái điều kiện nào đó, nhưng mà cái điều kiện đó nó là vô thường khổ hay vô ngã, hay là cái mình là có nhiều người cứ cho rằng cuộc sống này là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó thì nó không có cái nghĩa đó đâu ha. Nó vô ngã là tại vì nó không có chủ, không có ai là có thể sai biểu nó phát sinh do nhân duyên đồ này kia của nó. Thế nên mình quan sát, mình biết cái đó, mà khi mà mình biết cái đó thì mình không còn chấp vào một số cái chuyện như vậy, chứ không có phải cuộc sống này vô ngã. Cuộc sống này nó vẫn có những cái như thường, mình phải biết. Đức Phật nói bây giờ nếu mình nói không có vô ngã thì ập thể tịnh nô na thổ, thì cái thân này đó, hay là nói liên quan tới cuộc sống này, nó phải nương nhờ cái gì thì tùy theo nghĩa nó khác, chứ mỗi cái nó có cái khác của nó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sao tốt con kính tri ân ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì trực tiếp đặt câu hỏi. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh Đại Bổn, ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Pháp nhĩ là như vậy. Kính thưa sư, chữ ta trong đoạn kinh là chính Đức Phật có còn ý nghĩa gì khác không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ ta mình dịch ở trong cái đoạn này đó, cái chữ ta đó nó không có cái nghĩa gì đó, nhưng mà nó là một câu nói thì nó phải có chủ từ. Chủ từ để chỉ người nói đó là ai. Thì khi mà cái chủ từ nó như vậy á thì mình không biết nó là như nó chỉ là một cái cách nói để hiểu mà thôi, chứ mình không thể hiểu chữ ta này là ác ta, hay là để ta giống như là mình thường thường mình chấp ta tôi ta rồi này kia. Cái đó thì chắc chắn là nó không có giống đúng trong trường hợp này. Như là khi mình nói câu nào như vậy, thường thường nữa mình ra mình người đời nói vậy, tôi như vậy, tôi như kia, nhưng nhiều khi mình không có mang ý niệm ngã gì trong đó cả. Thì cái này cũng vậy, khi mà Đức Bồ Tát ra rồi ngài nói đó là tức là chúng tôi để chúng tôi ráng nhớ để câu đó tại nhà quên cái câu đó quên nè. Cách miễn thì từ tô hổ mí gì đó ha. Thành ra đó là cái cách mà đại chơi chỉ là nó có được cái chủ từ của câu nói mà thôi. Rồi cái câu là Akko hạ mát biển lô cạch xạ xe thổ hạ mát biển lô cạch xạ xe thổ hạ mát biển lô cạch xạ Aya man thị ma cha thị nát thị đà ni bù náp hâu hô thị. Ta hay tôi là bậc cao cả trong toàn lễ người ta này thì chỉ cho cái người nói đó mà thôi, chứ không phải là giống như mình nói
cái chữ tôi chữ ta đây nó chỉ có cái nghĩa duy nhất là một cái chữ đứng đầu cái câu nói mà thôi, để chỉ cho người đang nói là ai mà thôi, chứ không có cái nghĩa nào khác cả. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ngài nghe rõ. Quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin mời bàn tay với anh chị hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Hôm nay đạo tràng thấy im lặng, già con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái vị mà định đệ xong tu đó, chúng tôi bớt qua cái link thì vô đó coi để ta giải thích cái chữ Bà Phát Xà Lá đó, Bà Phát Xà Lá như thế nào, không biết có nhận được chưa hả? Nhận được vô coi đi nha. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ, anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, kính xin sư giải thích giúp chúng con rõ hơn về yếu tố Iriya Pa Tha che khuất trạng thái khổ trong tam tướng. Và con kính nhân mắt đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Giờ nó có ba cái pháp che lấp những cái điều kiện đó. Cái thứ nhất gọi là sanh ta trị, tức là dòng sanh diệt liên tục thì che lấp vô thường, tại nó nhanh quá là mình không thấy nó sanh diệt, nó che lấp vô thường. Cái thứ hai dễ gia ba thả, tức là quay nghi che lấp khổ. Quay nghi là sao? Quay nghi lớn, quay nghi ngồi, mình ngồi tê cái mình nhúc nhích, mình thay đổi quay nghi, thành ra cái quay nghi nó mới là cái che
che cái khổ. Cái thứ ba là khana sảnh nha, tức là ngã tướng độc nhất che lấp vô ngã, tức là ngã tưởng, mình tưởng mình nghĩ cái ngã này nó là một, nó là cái danh sách mình nghĩ nó là một, thì nó che lấp cái sự vô ngã của nó, cái vô ngã của các pháp. Cái quan niệm thường mình dùng đó, dù mình ngồi chút cái mình nhúc nhích, tê mình nhúc nhích, mình làm nhúc nhích, khi mà ngồi thiền nó lâu nó khổ, tại sao? Tại mình ráng mình trân mình ngồi không có nhúc nhích được, thành ra không thay đổi quan niệm được, thành ra cái đó là gọi là ý và bà thả, nó che lấp cái trạng thái khổ trong tạm tướng là vậy, tại mình cứ thay đổi hoài. Còn bây giờ mình muốn biết cái khổ tạm tướng mà nó khổ như thế nào, nó ấy như thế nào, thì quý vị đừng có nhúc nhích, đừng có thay đổi và nghi, thì thử xem biết liền thôi, chân tiếng hồ như là tê ráng trân mình chịu thôi coi, chứ đừng có nhúc nhích. Thì mình trân mình nhúc nhích, mình ẹo quẹo lại chút xíu là nó ấy cái đó, cái mình thấy mình không có thấy cái trạng thái cái khổ của nó, thấy cái đúc hà lắc hà nạ của cái quay nghi. Thành ra thay đổi quay nghi là một cái pháp che lấp, nó bắt đầu thời gian. Dạ con thấy định tệ xâm tu sa thúc kính trị ơn ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Thưa ngài, cho con hỏi một câu, thí dụ mình trong cái chánh niệm á ngài, thì mình có thấy các cảnh mà bất chợt nó xuất hiện trong cái tâm mình đó cả ngài, thì mình có gọi đó là phóng tâm không ngài? Và con kính dâng mít đó ngài. Nam mô Bồ Tát Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, khi nào mình có niệm trong cái đối tượng mình đang quan sát thì nó không có cái gì nó chen vô, mà nó có cái gì nó xuất hiện. Thường thường nếu cái niệm mình nó đủ mạnh, cái định nó đủ mạnh, còn ở trong cái đối tượng đang quan sát thì những cái khác mình cũng đâu có nghe được. Nghe ví dụ như nhiều khi mình đang ngồi mê đi đó, mình ngồi mê ai gọi cửa mình cũng không có biết, mình ngồi mình coi phim bộ mà nó đã quá rồi, ai gõ cửa cũng không biết, hay là có người đi qua cái đi lại mình chỉ thấy nhán qua thôi, chứ mình kiểu cái tâm mình nó vẫn nhìn vô cái đó cho nó đã cái mà mình đang theo dõi, thì làm sao mình thấy mấy kia được, mà nó vẫn có khả năng để nó quậy cái tâm của mình thì mình biết cái đó là phóng dật, nó có khả năng hơn là cái niệm của mình đang quan sát cái đối tượng đó. Nó một cái thầy á. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì trực tiếp hỏi ngài hay là giơ tay cũng được. Dạ kính mời quý anh chị ạ. Sa thú. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Quỳnh, kính chào đạo tràng, kính chào huynh kinh và vào đạo tràng. Dạ, trong khi chờ đợi những bàn tay, những câu hỏi, dạ ngài cho con hỏi một câu. Thí dụ như trong cái rơm Phật giáo Nam truyền nè, mà thường là ngài Chí Đức dạy về trong một tuần có 3 ngày dạy kinh Pháp Cú, mà mình có thể dùng những cái tiếng Bali này mình nói chơi nói giỡn nói đùa gì đó có nên không bạch ngài? À, như vậy thì nếu mà mình đem những cái câu mà
lời Đức Phật dạy mà mình giỡn đùa, vậy mình có tội không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đánh ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá kinh bạch chư tôn hay giả kinh thưa chư quý vị. Trong các trung Phật pháp thứ thiệt á, cái con thứ mà dụ cà hát cà lộn thì chúng tôi có nói. Thì dụ như mấy cái rung như phần rung này, rung Nam Truyền hay rung Quốc Thá Thẩm Máu, rung Phật Pháp Kinh Chuyên Đề hay gì đó. Dẫu rằng là giờ sinh hoạt tùy duyên, nhưng mà nói cái gì ngoài giáo pháp Đức Phật là cái đó là không có nên. Bởi vì Đức Phật đã dạy cho chư tỳ kheo, nó trắng là dạy cho tới chúng gặp nhau, nếu không nói được lời đúng theo chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Thành ra dầu rằng không có ông giảng sư, không có ông chú rùm ở đó mà mình muốn sinh hoạt tùy duyên thì cũng phải nói trong đề tài của giáo pháp, thì không phải muốn nói gì cũng được ha. Mình nhớ chuyện đó. Còn mình đem cái câu mà của Đức Phật ra, Phật ngôn ra mà mình nói theo kiểu hướng dẫn đó. Quý vị học kinh Pháp Cú rồi biết á, tỳ kheo ca lá gì đó ha. Mai sao mà mình cái tới đi bác sĩ về tôi mắc tai mũi miệng hoài để coi tại sao có miệng mình nó có mùi, sao phiền lắm. Hôm nay chúng tôi nhắc lần nữa, dẫu rằng là giờ sinh hoạt tùy duyên, nhưng mà không nên nói những cái gì đi ra ngoài do lời dạy của Đức Phật. Quý vị có thể dùng một cái câu kinh Pháp Cú nào đã học bàn lại để cho mình hiểu rõ thêm, nhưng bàn trong cái sự thanh tịnh đàng hoàng ăn nói cho nó chứng tỏ mình có sự kính trọng nơi cái Phật ngôn, nơi lời dạy của Đức Phật, chứ không phải mình đem nửa đời nửa đạo ra mình nói cái đó là cái chuyện đó người Phật tử không nên làm. Bởi làm đó là nó đưa tới cái xấu cho mình nhiều hơn là cái tốt. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho chúng con một cách học để cho lợi ích cho chúng con. Dạ, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bằng tay quý vị và lời những câu chích chát. Rồi con thấy câu hỏi của Phù Du 21 và con xin phép được đọc. Rồi kính mời Trần Đạo tiếp tục ha. Thưa sư, chánh niệm và niệm có khác nhau không ạ? À? Kính tri ân sư. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dùng chánh niệm hay chánh niệm á, nói chi pháp thì tâm sở niệm, tức là tâm sở sở trị đó, nó không có khác về vấn đề thực tính pháp. Nhưng mà từ cái chữ niệm và chữ chánh niệm nó khác nhau thì năng lực rất là xa. Mình muốn biết cái năng lực đó như thế nào thì tùy theo những cái bài kinh mà quý vị muốn biết chắc thì coi trong chú giải đi, tùy theo. Nhưng mà chúng tôi cho cái thí dụ trong cái bài 37 phẩm trời đạo để quý vị thấy. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất giác chi, cho tới thất giác chi, vậy là ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi vẫn là niệm giác chi như thường, sở tỷ sẩm phô chân khá. Nhưng mà khi nói tới sẩm ma sạch thì nó là bát thánh đạo rồi. Thì quý vị biết khi mà nói tới chánh niệm nó có cái năng lực nào đó mới dùng nó. Chứ thường thường mình hay nói là tôi sống có chánh niệm, có chánh niệm, nói ra là nhiều khi là thuộc loại là quớ chứ không phải nói thật. Bởi niệm nó mà mình có niệm trong thân, trong thọ, trong tâm pháp nó là thiên năng vạn năng rồi, chứ đâu phải dễ đâu. Mà ở ra có chánh niệm, ở ra có chánh niệm, nó lấy cái bài kinh nó sẽ sao thấy. Lúc trước có người gửi cho tôi một cái scan mà họ làm đó, trong không biết hình như trong trường bộ kinh hay là trong cái đâu đó, họ nói họ coi chữ sấm ma thì trong đó có khoảng 20 tới 30 chữ thôi, nhưng mà cái tiếng Việt mình dịch ra là họ đếm gần 300 chữ. Dùng chánh niệm không chứ không thấy chỗ nào niệm hết đó. Cái đó thật sự là mình phải cẩn thận. Khi mà Đức Phật dùng những cái ngôn từ đó, ngài phải dùng nó có cái nhân quả trong đó, chứ không phải mình muốn nói sao cũng được. Nam mô Bích Tha giá.
sa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy phụ du đã kính tri ân ngài. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Bạch ngài cho con có câu hỏi. Con thấy cái xã hội ngày nay đó ngài, con thấy vấn đề mà thâm dâm vô đạo và tàn ác là hai cái cao điểm của một xã hội trong thời nay, có phải là một cái xã hội suy thoái không ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Một bức thà và kinh bạch chư tôn mẹ đã kính đưa chư quý vị. Ở đây nó xúm nhau nó trả quả ăn lượt không có. Thành ra nhiều khi trả quả bao nhiêu kiếp mới hết. Là như vậy đó. Bởi vì học trong kinh chúng tôi không nhớ kinh Phúc Cú số mấy. Có cái vụ mà con, hình như con voi vậy, con nai hay con gì đó. Khóc thấy người ta sắp giết nó cái nó cười. Nó kiếp này kiếp cuối cùng nó mong giết nó gì ông sùm đó. Thế ông chủ cũng tha nó, ông tha cho mày sống lại. Bây giờ không có tin. Nhưng mà nó nói thà nó rồi nó cũng chết, tại vì nó đã chết 499 kiếp gì đó. Cái gì học bữa nào chút nữa rảnh nói ngày chú rùm trưởng lão chú rùm ngày nói cho nghe. Nhưng tôi học kinh Phổ Cứu thì sư học để thi chứ không phải học để hiểu nhiều hơn đó. Nhớ mặn mát vậy thôi. Thành ra mình phải thấy nó mỗi cái nghiệp nó có cái kiểu khác nhau mà nó cho quả cũng khác nhau. Thành ra con người làm ác thì bị đất chôn, mà con người làm ác không bị đất chôn cũng ác giống nhau, nhưng mà ngôi trời không bị đất chôn. Thành ra cái đó tùy theo một số cái điều kiện khác nữa, chứ không phải là cái tâm sở tư là nó có khả năng nó là giúp mình tạo nghiệp thần cấu ý chứ không phải khả năng cho quả. Nhưng mà cái quả nó cũng phải có nặng nhẹ khác nhau tùy theo tùy nghiệp mình làm thiện bao nhiêu, làm ác bao nhiêu, rồi những cái thiện mà nó hỗ trợ cho thiện nó khác, hoặc nó làm chướng nghiệp cho ác pháp thì cũng có, nó nhiều chuyện trong đó lắm. Mà mình thì gọi là phàm nhân, không đừng nói giàu thánh nhân, không có khả năng giải thích tường tận giống như Đức Phật đâu. Thành ra cái quan trọng là bây giờ mình làm sao mình lo để những cái tâm chính mà thôi, trong 11, trong 12 tâm bất thiện thì cho nó càng ít sanh trong ngày càng nhiều càng tốt. Mà ráng cố gắng mình làm cho cái thiện pháp nó sanh càng nhiều càng tốt. Nhưng mà rất tiếc thường mình làm ngược chiều chứ mình không có làm hồi chiều. Bởi vì bản chất chúng sanh là vậy. Mình nghe một câu kinh Pháp Cú mình nghe hoài mà con không thèm thuộc. Nhưng mà có người nó chửi một câu nghe đào điếng cái lỗ tai cho mình nghe xong mình nhớ liền. Đó, thì biết cái người mình nó cỡ nào. Là đừng hy vọng mà mắt mấy ông diêm dương đâu nè. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy Hiền Hòa đã tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ bạch ngài cho con xin một câu hỏi.
con thấy cái quan niệm của đạo Phật nguyên thủy của mình đó ngài, thì là con đường giáo dục chuyển hóa con người, là con người hơn là cái niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Vậy cái ý tưởng đó có chính xác không ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra nó phải đi chung chứ làm sao mình nói vậy được. Mình không có đức tin thì làm sao mình tới do với giáo pháp Đức Phật được. Mà tới không có đức tin rồi tới giáo pháp Đức Phật càng bỏ sốt nữa. Và lời dạy Đức Phật nó không có dễ giống như mình nghĩ. Học nó rất là khó. Học cái gì không có đó. Từ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều nó khó đó. Chứ không có nào nó dễ đó. Mình tưởng dễ, mình nghe mình hiểu tưởng dễ, nhưng mà thật sự ra nó không có dễ. Mình nghe chỉ cái phiền não đầy ấp trong cái não trạng của mình, làm cho mình nói nó dễ được. Cái thứ hai đó, mình không có khả năng mình ngồi ra mình lắng tâm thanh tịnh để nghe từ đầu tới đuôi. Tại nghe chừng 5-3 câu thì móc cái gì ra rồi bấm rồi. Nghe ông sư tụng kinh cũng vậy, ở dưới này bấm để nói thi với ông sư tụng lên kia, mà nói chuyện gì đó không biết. Phạm nhân nó lại như vậy, bởi vì nó mới gọi người thế gian chứ không thể gọi người thế ngay được là gì đó. Nên là mình phải tập đi từ từ, nhưng mà đừng có bỏ, phải có đức tin là dạy của Đức Phật, đức tin là Đức Phật trước, đức tin là giáo pháp Đức Phật. Rồi mình mới hạ thủ công phu học rồi hành, để từ từ nó mới lên. Còn nếu mình học mà mình không học thì mình không biết, không có gì, không có khả năng hành cái gì. Nó thật sự đó. Nên, bởi vì cái pháp của Đức Phật đó là cái basic của nó là tâm sở tệ quyền. Nếu mình không có cái tâm sở đó thì mình học cũng không hiểu gì, nó hành gì. Phải học để cho cái tệ trong pháp học nó phát sanh ra, rồi từ đó mình mới tìm những cái nơi là mình có thể hạ thủ công phu được, gọi là pháp hành. Cái đó nó mới có hy vọng mình đi xa thôi, chứ còn nếu mà nó không học mà bảo đảm mà không có làm sao mà hành nó đó. Quý vị nó không có cần tin chúng tôi đâu, nhưng quý vị nên tin Đức Phật. Nếu với trí tuệ của ngài mà ngài thấy pháp học nó không quan trọng thì ngài đâu có bỏ ra 45 năm trường để đi dạy không dạy pháp học. Thấy không? Ngài đi 45 năm trường đời đầu đường xó chợ hơi khắp đường lớn đường nhỏ trong cái khu vực Bắc Ấn Độ, 16 cái tỉnh bang của Ấn Độ, để ngài dạy 84.000 bài pháp vậy đó. Thì quý vị biết pháp học nó quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Mà mình cho rằng pháp học không quan trọng tức là mình đã đóng cửa con đường đi lên của mình rồi. Đóng cửa con đường để làm cho mình trong sạch. Thành ra cố gắng học từ nhiều đi. Học những pháp mà nào cần thiết cho pháp học, cho pháp hành thì mới có hy vọng. Còn nếu không thì thôi chứ. Kiếp sau lặp lại. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ sao thúc con kính ngài để giảng giải tưởng cho con hiểu rõ ạ. Dạ xin mời với anh chị trong đậu tràng có câu hỏi gì không ạ? Hay là test chat trên màn hình, hay là giơ tay trực tiếp hỏi với ngài. Dạ xin mời quý anh chị. Xin chào sư Tâm Pháp. Dạ con thấy định tuệ song tu có câu hỏi. Kính thưa sư, lời di huấn sau cùng của Đức Thế Tôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn: này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu di là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Bá Ma Đá, kính xin sư giải thích nghĩa của chữ phóng dật ấp Bá Ma Đá ở đây là gì? Và con kính dâng mít đến ngài.
Thà dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghe nói cái chung chung là phong vật tức là không có hành thiền tới niệm xứ đó. Phong vật thường thường mình nghe các vị nói phong vật là thiếu niệm, mà phóng tâm thì thiếu định thì ông chung đó. Thì ở đây cái chữ chớ phong vật hay là không có dễ vui trong pháp hành, tức là hành tới niệm xứ, không phong vật tức là không có dễ vui trong pháp hành. Mà cái câu đó đó ngài nói từ đầu tới đuôi chứ không phải ngài nói ngài hai lần. Với giả tâm ma sẵn cả ra bầm ma đề ná phích khả vê sâm ba đề thạ. Nếu mà nói dạy cho chư tỳ kheo, còn ngài dạy cho các sinh nam quyền nam nữ, thì với giả tâm ma sẵn cả ra bầm ma đề ná sâm ba đề thạ, tức là không có được dễ vui trong việc hành thiền tới niệm xứ. Vậy hành thiền tới niệm xứ mới là con đường thật sự đi ra, chứ còn các cái nào mà không đưa tới niệm xứ được thì vẫn còn đi vòng vòng. Với đầu đường con đường đi ra khỏi luân hồi là tới niệm xứ, cuối đường là bát thánh đạo. Anh là không có phóng vật hay là không có dễ vui, tức là phải hành cái pháp đó. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ con thấy định tuệ song tu đã xa thúc cái tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin mời quý anh chị ạ. Xin mời huynh Kinh Mi Lan Đá có câu hỏi gì trực tiếp đạt với ngài không ạ? Mời huynh Kinh. Nãy giờ huynh Kinh chạy ra chạy vô hoài, giờ thấy huynh Kinh vô, huynh Kinh có nghe được không huynh Kinh? Dạ xin mời huynh Kinh giơ tay hỏi những câu hỏi để cho đạo tràng học hỏi thêm ạ. Hôm nay đạo tràng thấy ít có ai đặt câu hỏi quá, xin huynh Kinh đặt câu hỏi để cho đạo tràng học hỏi thêm ạ. Dạ kính mời huynh Kinh. Nam mô Bổn Thầy giá, kính lễ thượng tọa Lưu Tông, kính lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Chạy vô chạy ra nãy giờ cái máy nguyên nó bị cái gì không nghe được, giờ mình phải refresh lại hết mới nghe được. Biết sao kỳ vô nghe loáng thoáng, nghe một vài cái vấn đề sư Lưu Tông dạy cho quý vị câu hỏi. Thì có thấy nó nói về vấn đề niềm tin, về đức tin. Thì sẵn đây cũng thỉnh thượng tọa Lưu Tông giải thích về vấn đề cái chữ cái niềm tin này. Thì đối với chúng ta mà theo đạo Phật thì mình tin Đức Phật, giáo pháp, tăng thì mình cho đó là chánh tín. Nhưng mà những người khác, ví dụ như ta theo đạo Thiên Chúa, ta tin Chúa, như vậy ta cho người ta là chánh tín, mà ta cho mình là tà tín. Rồi những người khác người ta lại không tin như vậy, ta nói là không có tôn giáo, cho nên mình chỉ tin tự chính mình. Thì theo cái vấn đề này thì theo như thượng tọa Lưu Tông mình phải giải thích như thế nào mới thật sự là chánh tín và cái nào là thật sự là tà tín ạ. Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tính là chư tính là có hai chuyện khác để nói. Tính không có thật tính pháp và tính có thật tính pháp. Tính có thật tính pháp và tính chỉ có tính 4-5 điều thôi, không có nhiều. Tin về sự Đức Phật, tin về sự đắc đạo của ngài, tin nghiệp, tin quả, nghe. Thì đó những là cái đó đó mình dùng là tính.
Nhưng mà thường cái tình của mình nó mình gọi là chánh tính là nó không có chính xác đâu thầy, lý do là hôm nay mình tin vậy, ngày mai mình tin khác, mình không giữ chánh tính gì, có thể có ở các bậc thánh mà thôi. Bởi vì bây giờ đó, thí dụ như huynh kinh hay là chúng tôi đó, có anh nào nó chỉ xuống đầu nó nói Đức Phật không có à. Còn nếu mà nói Đức Phật có thì bắn bể đầu, thí dụ vậy là mình nói Đức Phật không có, họ nó vô sám hối chứ ngại gì đâu, để mà giữ mạng sống. Thì cái đó mình gọi là chánh tính, là mình nói chơi chứ sao chánh tính được. Nhưng mà nếu là chánh tính là bắn chết thay ráng chịu, chứ còn nhất định là Đức Phật là phải có thật là cái số một. Thành ra những có những cái mình dùng, những pháp tương tự với cái điều mà mình nghĩ, nhưng mà hỏi mình tin ở những cái đó là thì mình nó không phải là tâm sở tính. Bởi tâm sở tính là chỉ có 4-5 chuyện để nói, giống như chúng ta nói là tin về Đức Phật, tin về sự đắc đạo quả của Đức Phật, hay là tin về nghiệp quả này kia đó. Thì cái đó mới là tính thứ thiệt, mà giữ chặt cái sự tin tưởng đó vào trong mọi trường hợp, ngay cả nguy hiểm tới tính mạng cũng không có buông bỏ, thì mới gọi là chánh tính. Chứ còn mình sợ quá, nó không có, hồi mình đi sám hối thôi chứ có ai đâu. Thì đó là nó tính thì được, chứ chánh tính thì chắc chắn là nó chưa có đủ năng lực để đó. Thành ra tùy theo ha, khi nào mà có những cái điều kiện đó có thể không có Đức Phật, nhưng nhất phải tin nhân quả đó. Đâu nếu mình không tin nhân quả đó thì chắc chắn không gọi là tính rồi. 143 điều đó thì phải tin là nhân quả. Cái còn mình không tin nhân quả thôi, chứ mình cứ nghĩ mình là người làm ác đi, mai mốt cái mình niệm tên, mình réo tên ông nào đó cái ông rước mình về cõi cực lạc rồi này kia, ông xong nói tính là tính cái gì, phải không? Mô thay á. Dạ, sao thứ dạ, kính thưa thượng tọa tông. Đã thấy có số phát đó 98 có câu hỏi nè thượng đạo. Ok rồi, mời số phát đó nè. Dạ, con xin đọc câu hỏi của số Pa Ná Tá. Kính thưa sư, có một vị thánh tăng có khả năng cố ý phạm giới nữa không? Con kính dân minh đất ngài. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, giới có hai loại, một là bình nó thị qua bình nó tỳ xí lá, thứ hai là lô cả quách cha xí lá. Thì cái lô cả quách cha xí lá thì bậc thánh không có phạm, nhưng bình nó tỳ thì có thể phạm, nhưng mà không có cố ý phạm, cố ý là không có, nhưng mà có thể phạm. Hoặc là bình nhất tỳ, thí dụ ngủ trưa không đóng cửa kiếm xong nữa, thì cái đó là cái lỗi gọi là bánh nát tị, tức là chế định của Đức Phật đối với chư tăng. Còn cái lô cả quá chá là khi nào cái lỗi nào đó mà người đời chê trách đó, thì bậc thánh không bao giờ phạm cả. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sao thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý vị có câu hỏi gì không nữa ạ? Dạ, con thấy Sô Bá Ná Chít Tá là kính tri ân sư ạ. Dạ, Huynh Kinh có hỏi gì thêm không, Huynh Kinh? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Đại Sông Tu. Kính thưa sư, đoạn kệ trong Kinh Phật tự thuyết, phẩm sanh ra đã mù, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, do đoạn diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Kính xin sư giải nghĩa chữ dao động trong đoạn kệ nghĩa là gì? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bây giờ chúng tôi phải check lại cái chú giải, chứ còn chúng tôi không biết gì thì dao động là dịch từ chữ Bali nào ra để lần kia sao trả lời. Chứ còn bây giờ hỏi một thứ nói như vậy nói nó không đúng là không có nên. Nam mô Bích Thầy giá.
Dạ con thấy định tuệ song tu đã xa thúc kính tri ân ngài ạ. Nhờ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin mời Huynh Kinh có câu hỏi gì không? Huynh Kinh lên hỏi tiếp đi Huynh Kinh. Giờ đạo đạo tràng thấy im lặng quá, không ai hỏi gì hết. Là mô bây giờ đó thì xin tận đạo phải đi cúng dịch này sao ế quá vào hoài không lên xin tận đạo. Alo, không biết có gì còn nghe. Alo, 1, 2, bác sĩ Bru rồi. Alo, còn nghe hả? Ok, thấy im quá, vẫn nói xin tận đạo đi về cúng dịch rồi chứ lên rum ra hoài không thể bán được. Để trả lời cái vấn đề nãy là nói về cái đức tin, thì như sự trình bày đức tin có một vài cái nói về cái đức tin như tin Phật, tin sự giác ngộ của Đức Phật, tin về nghiệp quả v.v. Thì theo vấn đề này con xin hỏi sư là một cái gì nói về nghiệp quả thì Đức Phật nói là nghiệp quả thì bất khả tư nghi, mà mình nói là mình tin nghiệp quả mà cái trí tuệ mình đâu có đủ khả năng để mình tin được nghiệp quả, mà bây giờ mình nói mình tin vào nghiệp quả thì cái này có phải là mình nói cho có sao sao hay là mình làm thế nào để củng cố được cái niềm tin về cái nghiệp quả đó. Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà nói nghiệp quả mà nói cái kiểu mà cho nó chi tiết này nọ thì mình không có khả năng, không ngoài trừ Đức Phật thôi. Nhưng mình tin ở đây là nghiệp quả là như vậy, thí dụ như giờ mình cái nhân đó là nhân bất thiện, tức là chắc chắn quả xấu rồi, nhưng hỏi như quả thế nào thì mình không biết. Nhưng quả xấu rồi mà mình làm, thí dụ như bây giờ mình phạm ngũ giới, mình không giữ ngũ giới thì có thể bố rửa ác đạo là nơi đi, thì mình tin như vậy là vẫn là tính như thường hả? Chứ còn như mình nói giờ giống như chúng tôi nói nãy đó, mình cái sát sanh đâu có tại do mình làm ráo đó, rồi cái mình nguyện cho tôi đi địa ngục cái đó thì không phải là ta không vào địa ngục thì ai vào đó, thì cái chơi cái kiểu đó cái là không phải đức tin rồi, cái đó tới đức gì chứ không phải đức tin. Nghĩa là mình tin giống như cái căn bản nhất mình học mình nấy, ví dụ như bây giờ mình nói có học trong duy pháp cũng dạy về nghiệp đó, mình nghe dạy căn bản thôi. Ví dụ nghiệp có thể cho trong kiếp này, cho kiếp sau nữa, hoặc là làm vô hiệu nghiệp cái căn bản, hoặc là nghiệp có thể là nghiệp cho đi tái sanh, nghiệp hậu trì, nghiệp nghĩa là trở ngại, ngăn trở gì đó, thì cái đó là những cái mình hiểu. Mình hiểu cái căn bản là vậy, chứ còn hiểu bây giờ là tôi sát sanh là tôi đi về cảnh giới nào, hay là có những người tôi thấy sát sanh là cũng được sanh, cũng được cái đời họ sống sung sướng vậy, họ đâu có thấy đi địa ngục gì đâu, hay là giống như trong cái bài kinh Vua Ba Gia Sĩ đó, ông nói là đó, tôi trước khi tôi xử tử người nào đó, tôi biết là đi xuống đó rồi trở lên báo cho tôi biết có đi địa ngục hay không, cái kiếm chùm đó. Cái đó là mình cái kiểu đó thì nó tào lao thiệt, nhưng mà mình cho thấy là cái đức tin mình nó không có, nó không có đúng. Nhưng mà nếu mà nói cho thật sự mà giống như Đức Phật đó,
à, trong kiếp đó nó làm cái đó, bây giờ thành cái này đó, thì cái đó thì chỉ Đức Phật có biết thôi, chứ còn mình giàu có tin nghiệp quả thì cái tới đó là mình không có khả năng rồi. Thành ra nó phải có cái cơ sở của nó phải có cái mức độ nó, thành ra nó mới gọi là tin được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sao thú dạ kính thưa từng lời tâm. Dạ, thì trong cái vấn đề này thì dụ như người ta nói là để mình gieo nhân bất thiện thì cho ra quả bất thiện, nhân thiện cho quả thiện, nhưng mà trong có một số cái vấn đề người ta trình bày về cái vấn đề duyên đó, dụ như bất thiện là duyên cho bất thiện, rồi bất thiện là duyên cho thành thiện, duyên cho bất thiện, thì nó rắc rối tùm lum vậy. Thì theo như sư vấn đề này mình phải cần được hiểu như thế nào để cho sáng tỏ hơn ạ? À, con cũng định sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, đó là lý do tại sao mình cần pháp học để mình có thể củng cố được cái sự tin tưởng của mình về cái vấn đề nghiệp quả là như vậy. Còn nếu mà chỉ nghe không, mình không học thì mình không có khả năng để mình duy trì cái đức tin của mình có, dù rằng mình mới nghe một số những cái chuyện mà basic thì mình có thể mình tin đó. Nhưng mà rồi từ từ tới hôm qua bữa sau đi ra cái vô cái rung khác nghe nói ngược lại, cái mình nghĩ thôi cái bữa trước chắc nói không đúng, thì cái đó là đức tin mình nó bị dao động là như vậy. Nên là mình phải học một số căn bản để mình biết khi mình muốn cho quả thì nó phải có những điều kiện gì. Ví dụ như mình học là bây giờ mình nói quả báo nhãn tiền thì mình làm việc cho mình cho cái vị đó để có quả báo nhãn tiền, để nhất gì đó phải tam quả hay tứ quả gì đó mới nhờ xuất thiền diệt hay là gì đó, đó bao nhiêu chuyện gì đó này thì nó cho quả, thì mình chỉ biết vậy thôi. Còn nó cho quả như thế nào chuyện đó thì mà cái khả năng của phàm phu hay là bậc thánh thì cũng không thể thấy được, ngoài trừ khả năng của Đức Phật mà thôi đó. Thành ra có những cái mình phải học tới cái căn bản nào đó để mình có thể mình mới đầu thì mình tin, nhưng mà nếu mà không có học cho tới cái căn bản nào đó thì mình cái đức tin mình nó dễ bị thụt lùi lắm, chứ không có ấy. Ví dụ như bây giờ mình đọc trong kinh điển này nữa, mình thấy có cái gì nữ lù đó là có ông chồng là thợ săn, mà trong khi bà ta là sơ quả tối ngày vào cái sách cung mà ấy rồi này kia sập đó. Mình mà nếu mình không học hậu hóa ngoài đó là mình cái tính của mình nó lung lay liền đó. Mình cho rằng bà đó nó, nếu mà nói bà là bậc sơ quả rồi sao bà còn làm vậy đó. Hay là khi mà họ tới tay Đức Phật thì mình ngày mới nói là cái bàn tay mà nó không có bị thương mà gì thì có dính lúc đầu cũng sao đại khái vậy đó. Thì vậy nhưng mà mình nghe chưa chắc mình tin, nếu mà mình là người có cái căn bản về một số cái chuyện mà liên quan tới những cái pháp đó thì mình cũng chưa chắc mình tin. Thành ra cái chuyện mà vô quy y có cái bằng đàng hoàng rồi vẫn đi rửa tội như thường rồi như vậy, huynh chắc cũng biết cái, những cái chuyện vậy đó không. Thành ra phải mình muốn nói là mình có đức tin là dễ đâu, mà có tin rồi mà giữ vững cho nó không phải dễ. Ngoại trừ mình có một số cái điều kiện về pháp học và mình có một số điều kiện về cái sự kinh nghiệm của mình đó, nó mô bích thai á. Dạ kính thưa thượng tọa Đức Tông, nhưng mà trong những cái chuyện mà như mà bên Tàu á thưa sư, như là phái Thích Lâm Tự, những mấy ông sư mà trụ trì, mấy ông mà thuộc loại hàng cao thủ này, thì mấy ông nói tại vì có những cái tên ác ma này kia nó hàm hại cho dân, làm khổ dân, bây giờ bữa nay ông xin xả giới sát sanh rồi ông giết hết mấy đó thì ông hà trừ hại cho dân, thì như vậy ông là vì hạnh phúc của nhân mà vì cái sự mà tốt đẹp thì là ổng hy sinh, ổng cho đó là một hành động của một vị Bồ Tát. Thì theo y sư vấn đề này thì cái nghiệp quả nó như thế nào ạ? À, con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, hiện giả kính thưa chư quý vị, nghe tài chết là chết. Bây giờ ra mà giết vậy đó, lỡ một trong những người bị giết là cái vị Bồ Tát mà Bồ Tát được thọ ký rồi thì ông đi đâu mà ông nói không làm trời được, thấy không? Thành ra những cái chuyện đó là không thể làm được, mà nói vậy là chứng tỏ là không biết gì cả. Chứ còn mình ví dụ trong trường hợp mình có thể mình thấy một số chuyện vậy đó, thì cái việc đầu tiên là mình quán tới cái nghiệp của chúng sanh, chứ không thể nào mình nói là
tôi phải theo lời Triệu Châu nói là viết thư cứu gì đó, viết một con mèo vô cứu ngàn con chuột. Ngàn con chuột nó không thể là Bồ Tát được, nhưng mà con mèo nó có thể là Bồ Tát được. Thì bây giờ mình viết cái đó, mình chẳng những không cứu được con hàng, chưa chắc gì là giúp được một ngàn con chuột, mà mình chính mình đi địa ngục. Thì cái chuyện đó nếu mà có trí họ không làm, nhưng không ai có thể cải nghiệp được người khác cả. Nghiệp mình chưa cải được, mình đi rồi cải nghiệp của người khác, mình đi nói gì cho nó hoài đâu có được, đúng không? Bởi vì bằng mọi giá là cái nó liên quan tới sắc sanh là mình phải tránh trước cái đó, đó. Trừ trường hợp mình tránh không được, nhưng mà mình cố gắng làm thế nào, nếu mà là người có học Phật pháp đầy đủ thì mình làm thế nào để cái sự sắc sanh mình nó vẫn có thể nó có một cái sự một số điều kiện để cho cái quả nó nhẹ lại. Chứ còn nếu mà mình nói là mình viết ra để mình cứu cái này cứu nọ, không ai, cái người kia họ chết vì nghiệp của họ, mình không có tư cách gì mình để cứu người ta được. Nếu mà chúng sanh có khả năng cứu người khác khi cái nghiệp tới rồi đó, Đức Phật, tại sao Đức Phật để cho Ngài Mục Kiền Liên bị chúng nó bầm, Đức Phật để cho Ngài Dòng Thích Ca bị tàn sát, thấy không? Phải hiểu nghiệp quả thì bất khả tư nghị được, nhưng mà mình chỉ có thể làm trong cái điều kiện mình có thể làm được thôi, chứ không phải là mình làm rồi mình đi ra mình nổ cái kiểu đó là không có trúng rồi, không ai cứu được ai cả. Mỗi người có cái biệt nghiệp của họ, cái cộng nghiệp có, nhưng mà cộng nghiệp đó là nếu mà cái cộng đồng đó có thể có một số cái chuyện có thể làm cho cái cộng nghiệp đó nó nhẹ lại thì được, nhưng mà nếu mà cho cái nghiệp đó thành trụ trở thành vô nghiệp thì không được. Nếu mà được thì chắc chắn là Đức Phật đã làm rồi, để Ngài cứu đệ tử của Ngài, cứu dòng Thích Ca, chứ Ngài đâu để đệ tử Ngài bị bầm ra làm tương cư đà để cho dòng Thích Ca bị tai đây. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sao thú. Dạ, để con gọi điện thoại qua bên Thiếu Lâm Tự, con nói. Con nói Sư Lưu Tông nói mấy ông làm vậy, mấy ông chụp chết. Dạ, xin lỗi quý vị cho tặng hoa lên cúng dường cho Thượng Tọa Thiếu Tông ạ. Thấy có Định Tuệ Song Tu đặt câu hỏi này, để dường lại cho Định Tuệ Song Tu, mời Trần Đạo nha. Con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Ví dụ cảnh sát giết tên khủng bố cứu hàng ngàn người dân thì nhân quả thế nào thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, nhân quả như thế nào chị hiểu lắm. Cả ngàn người đi địa ngục theo tên cái người giết và theo tên đi làm khủng bố đó. Quý vị nên nhớ đó, người giết là một, biểu giết là hai, quan hỷ sự giết đó, ca tụng thành tích sự giết đó đều phạm giới sát sanh. Người ta đã báo chí đăng ngàn cha đó là thứ thiệt, khủng bố thứ thiệt. Bữa đó súng nhau coi tivi coi báo, thấy chừng nó cảnh sát nó trưng bằng cớ nó bắn chết được thằng này, súng nhau vỗ tay hoan nghỉ với cái việc làm ác đó, thì đó là nhân quả. Ráng cố gắng quý vị nên coi chừng, quý vị mới đi ra quý vị vỗ tay là quý vị chết nào, quý vị không ai nằm mô với tay á. Con thấy Định Tuệ Song Tu đã xa thúc kính tri ân Ngài ạ. Dạ bạch sư cho câu hỏi. Thí dụ chúng ta có mặt ở trên đời này thì mọi người đều có cái sự vô minh, nhưng mà trên tinh thần đó thì muốn được thoát được cái khổ sanh thì phải làm thế nào bạch Ngài? Dạ con kính dâng mít đến Ngài.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, với ôm giáo hành thiền tứ niệm xứ tới khi nào tứ thánh đạo phát sanh thì được cái gì đâu. Đức Phật dạy câu đó từ lúc đầu 1250 vị tỳ kheo tứ lục thông tứ vô ngày giải, và hôm nay đã nói rồi sập bá ba bạch xạ cà lá năng đó cù sơ lá sủ và sấm bà ta sa chít ta pa ri yo đa ba năng nghe tăng bút tha na sa sa năng đó. Cái câu đó là cái câu dẫn tới cái mục tiêu tối thượng để thoát khỏi con đường sanh tử. Là thường thường tại vì mình nghĩ không tới, rồi mình nghĩ là thôi không làm việc ác hay làm việc lành giữa trong trong sạch. Thấy lời chư Phật dạy, Đức Phật không có dạy vậy. Đối với ngày 250 vị A-la-hán thì được ngày làm sao ngày nói câu là các ngươi đừng làm việc ác nữa. Các vị đó không có làm việc ác đâu. Nhưng mà nói tới nhân quả nghĩa thứ thiệt là nói như thế nào? Cái câu mà không làm việc ác nó là cái quả. Mà người không làm việc ác là ai? Tức là mấy người đắc A-la-hán đó. Thì muốn đắc được cái quả để không làm việc ác thì phải tạo nhân. Cái nhân là gì? Là câu thứ hai. Hãy làm việc thiện đó. Thiện nào mà đưa tới cái sự không làm việc ác, tức là thứ tánh đạo. Nên là mà muốn để không còn cái sát sanh này kia ông chồng nói thì hành cái pháp đó đó, tức là làm thế nào để không còn làm việc ác, tức là phải tạo việc lành. Mà cái việc lành đó tứ thánh đạo, muốn được tứ thánh đạo thì phải làm gì? Tức là hành tứ niệm xứ, hành mà hành tứ thiệt hay chứ hành nhấp như mình thì cũng chưa chắc đâu. Hành tứ thiệt thì trong 7 ngày có thể đắc tông quả của tứ thánh và tứ quả là vậy đó. Thì là không còn sợ nữa, không còn sợ luân hồi nữa. Nam mô Bố Thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ trong đạo tràng quý anh chị có câu hỏi gì với ngài không ạ? Dạ chỉ còn có khoảng 20 phút nữa là hết giờ rồi. Dạ xin quý anh chị tranh thủ đặt câu hỏi. Dạ xin mời bàn tay với chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn trần đạo. Năm mô Bích Tha giá. Còn một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và bạch ngài. Ngài cho con hỏi, một người nữ mà tu theo Phật giáo Nam truyền thì mình gọi sao là đúng bạch ngài? Mình gọi tu nữ hay là mình gọi sa di ni bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, đã không còn tỳ khu ni thì không thể có sa di ni. Bởi vì người tỳ khu ni đó có khả năng làm thầy để cho người nữ theo thọ một số điều kiện để trở thành sa di ni. Mà sa di ni là phải ở tới thầy, với thầy tới độ, tức là cái gì tu nữ cho tu đó, chứ không phải tu rồi cái về nhà ở cái đó là không được. Sa di ni hoặc là sa di phải ở với những cái vị tế độ, tức là vị thầy của mình đó, suốt đời học hành đàng hoàng. Chứ giờ mà bây giờ cái cho tu rồi một chữ Bali cũng không biết cái gọi sa di sa di này nọ làm sao tội nghiệp. Tội nghiệp cho giáo pháp Đức Phật. Thì hôm nay không còn thì sa di cũng mất luôn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ ân ngài đã trả lời câu hỏi của con. Dạ con cho con hỏi tiếp thêm một câu. Ví dụ một người tu nữ, một người xuất gia theo Phật giáo Nam truyền, rồi mình về mình ở nhà mình dẫn đắp y, vậy mình gọi là mình tu tại gia hay là như là mà mình vẫn còn gọi là tu nữ, hay là mình gọi là cư sĩ bạch ngài? Tại vì
cũng còn đắp y nhưng mà về nhà ở với gia đình, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, chư tam giới là ở nhà không được rồi ha. Bởi vì mình ở nhà sao mình giữ giới trong sạch được. Ở bên Thái về giữ tam giới mà để tạo phước rồi về sau đó xả gì đi làm đó, thì cái vị đó nó không có cạo đầu nhưng mà vẫn mặc y và ở trong chùa. Chứ bởi mình về mình đức giới nào cũng hay. Nó rất là khó khăn trong việc tu hành, chứ không phải là muốn làm gì làm được đâu. Làm cái đó nó rất là nguy hiểm. Nghĩa là giữ tam giới là phải ở trong chùa rồi, chứ không phải là về nhà là làm sao mà giữ được. Về nhà là cái con nó mở karaoke ra cái mình cũng eo lại làm gì còn. Về nhà là nằm cao chiếu đẹp rồi nó tiêu hết rồi, không có đâu. Như tới giới phải giữ cho đàng hoàng nên mới gọi lấy được. Chứ mình giữ giới để cho hoài mặc y để cho người ta chấp tay ta xá để cho giúp cho mình đi xuống cho sâu, chứ có làm gì đâu. Nó mô cái thầy á. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Nam mô Bích Thai giá. Dạ theo đồng hồ Nhật Quỳnh chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi. Dạ kính mời bàn tay quý vị ở vô thường 11 mới vào, có câu hỏi gì không vô thường 11, có câu hỏi gì không thì đưa bàn tay mình lên hoặc là chích chát đi, Nhật Quỳnh đọc cho. Dạ còn tâm pháp nãy giờ chạy ra chạy vào rồi, mời tâm pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Ca Giá. Cần thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Cần thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, cần thành kính đảnh lễ ngài Liệu Tông. Cần kính lễ quý bà quý cô tu nữ, cần kính chào quý đạo hữu. Dạ cơ bạch ngài. Trong cái sự câu mà cô Xích Dục Quỳnh hỏi, cho phép con xin hỏi là khi mà xuất gia đó bạch ngài, thì nếu mà một người nữ đó xuất gia rồi đó thì là phải phải xuống tóc phải không bạch ngài, hay là mình vẫn để tóc được, tóc dài được hả bạch ngài, cũng mặc y, cũng y của tu nữ và cũng để tóc và vẫn ở trong ngay cái chợ thiền đường đó để thực hành thiền, như vậy có được không bạch ngài? Con kính ngài giảng dạy để cho con hiểu được rõ hơn. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư quý vị. Ví dụ mình ở trong thời gian tháng hoặc là hai tháng trở lại đó, thì mình không có gần cạo tóc cũng được, không có gần cạo, chỉ giữ chính giới thôi. Còn người thứ thiệt mà tu mà cạo tóc mà vô trong ấy đó, dầu rằng vẫn mặc đồ trắng giống như tu nữ nhưng phải giữ 10 giới. Hai cái nó khác nhau. Mà 8 giới cũng có nhiều loại chứ không phải 8 giới. 8 giới có loại ăn chiều được là không chiều được là tùy theo. Nhưng mà nếu mình giữ cái đó là mình phải ở trong cái nơi đàng hoàng, nói trắng ngắn là ông chùa trong thời gian đó. Còn cạo tóc hay không cạo tóc là tùy theo mình điều cái điều kiện mà cái chỗ đó cho phép. Nghe là có những gì ta tu ở từng nửa tháng vậy đó, nhưng mà ta không cạo bởi vì ta sau khi ta xả giới ta ra ta còn đi làm nữa mà. Chứ đâu phải là nãy như mình ta muốn coi cái ba mà cái phước báo mình là tới đâu, mình chịu ở đó mình chịu nổi hay không. Rồi người ta mới bắt đầu để có cơ hội người ta sẽ ở lâu hơn. Tập từ từ vậy đó. Ví dụ lần đầu tiên 10 ngày, lần thứ hai 20 ngày, tới chừng mà thấy được ở vài ba tháng, người ta mới nghĩ tới chuyện cậu đâu đi tới vô đó. Không cạo tóc cũng được, chứ không hay không được, nhưng mà không có mình xin vô mình xin tu rồi mình phải nói cho chỗ đó cho biết là chỉ ở khoảng nửa tháng hay là hai tháng trở lại thôi, chứ không ở lâu rồi phải đi làm đi gì đó. Nên là người ta vẫn để mình cho để tóc như thường, không phải cạo. Chứ mà còn ai mà cạo là phải ở lâu, phải
trong đó nó còn một số điều kiện khác nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Thượng Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài. Dạ, sa thứ con kính tri ân Ngài. Nhưng bạch Ngài, xin Ngài giảng giải rộng hơi mà giới tám giới mà được dùng buổi sáng đó thì con hiểu. Nhưng mà buổi chiều đó thì được dùng buổi chiều, có lúc thì con thấy là không có dùng, có lúc thì vẫn dùng như vậy. Thì như thế nào bạch Ngài, thì cái này con không có được rõ lắm bạch Ngài. Con kính thỉnh Ngài giảng giải rộng để cho con được hiểu thêm bạch Ngài. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tại vì không học làm sao mà hiểu được. Giới của cư sĩ đó, ngoài năm giới và tám giới ra, nó còn có những cái loại khác, cái giới khác. Tức là nó gọi là trì mạng giới, a chi quách thảm a cà sĩ lá, tức là ba thân ác hạnh, tánh xa ba thân ác hạnh, bốn người ác hạnh là tà mạng, tức là tám giới gì nữa nào, giới đang chịu được. Hoặc là sự cũ phần giới, tức là ba quan tài giới, rồi thêm một cái nữa là rễ tâm tư. Thì sau khi thọ tám giới xong, rồi thêm cái câu thứ 9 nữa là giá thả pha lăng metta maha khate na chê ta xã sập phá hoành tăng lô căng khoa đít toa vi hà ra mi. Thì cái này là tôi xin nguyện rễ tâm từ đến tất cả chúng sanh. Như ông chồng thì tùy theo lúc đó là cái gì mà cho thọ thế giới, họ sẽ giải thích cho. Và cái cơ sĩ vẫn có thể giữ được 10 giới như thường nè, tức là gọi là thập giới đó, nhưng giữ được 10 giới giống như sa di đó, nhưng mà không thể gọi là sa di, bởi vì ở trong đó tạm thời gian thôi chứ không ở lâu, cũng có thể khỏi cầu đầu cũng được. Thành ra đó là những cái mà gọi là tại sao mà tám giới bát quan thì ăn chiều không được, tám giới cũng tám giới mà ăn chiều được là vậy đó, tám giới ăn chiều được gọi là trì mạng giới. Cái tên của nó là a chi quách thảm a cà sĩ lá, tức là nguyện tránh xa ba thân ác hạnh, bốn người ác hạnh và tà mạng đó. Thành ra khi nào mà hành là vô chỗ đó mà nó họ có cách ta cho giới, thì họ dạy em đọc Bali những cái đó hết chứ không phải không, để cho mình biết giới của cư sĩ là gì đó. Giới sĩ ngoài năm giới, tám giới bát quan, thì còn có tám giới là trì mạng giới, chín giới và thập giới. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Tâm Pháp. Đã sa thú con thành kính tri ân Ngài rồi. Và bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Và cảm ơn Tâm Pháp, mời đạo tràng có thể được có bàn tay mình lên hoặc là có câu chích chát à. Còn rất là ít phút quý vị ơi, tranh thủ lên một tuần là ngày để không có cơ hội, và qua ngày khác thì mình muốn hỏi thì cũng không có cơ hội để hỏi. Cảm ơn Tâm Pháp cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và bây giờ thì con cũng chưa có thấy câu hỏi, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ ngài, con cho con hỏi cái câu này. Con từ hôm con học tới nay con rất là thắc mắc, nên ngài cho con hỏi cái câu này. Bút thăng sa ra năng cái trà mít. Dạ thường thì con đọc cái câu này thì con thành kính quy y Đức Phật. Dạ con xin con thành kính quy y Đức Phật, nhưng mà câu này có chủ từ không mạch ngài, hay mình nói con hoặc mình nói tôi là mình tự nói thôi, hay trong câu này, công Bali này có là chủ từ không mạch ngài? Và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, vẫn có như thường là cái người mà chủ từ là cái người sinh thọ đó. Sinh thọ đó nghe là con xin vâng, con xin đem hết lòng thành kính xin quy Phật nha. Tức là chỉ cho người sinh thọ. Thì cái câu đó vắn tắt thôi, chứ bên Thái thì nó đọc dài, đọc là
Acchatake banu bê tăng bút thăng sa năng gạch chà mi. Kể từ hôm nay cho tới ngày chấm dứt sinh sống này, con xin nương nhờ, xin gửi thân, xin như là làm con của Đức Phật. Nó dịch dài lắm chứ nó không phải giống như mình dịch ngắn vậy đâu. Rồi Acchatake banu bê tăng thâm măng sa năng gạch chà mi. Rồi Acchatake banu bê tăng sẵn khăn sa năng gạch chà mi. Rồi đu tì dâm bì Acchatake banu bê tăng bút thăng sa năng gạch chà mi. Đọc vậy đó. Rồi khi mà ấy rồi, khi mà nó thọ xong rồi tới chừng mà trước khi hành thiền hắn cũng ngồi tụng ngay đó. Tụng vậy đó để cho cái tâm nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tâm nguy ba lần vậy đó. Acchatake banu bê tăng bút thăng sa năng gạch chà mi. Mà tụng vậy đó còn nghe cũng thấy nổi da gà chứ không thành ra tùy theo cái cách dịch nhưng mà nó vẫn có cái chỗ từ là liên quan tới cái người đang xin thọ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ sa thú lành thai. Dạ con kính y nha, thành kính tri ân ngài, con đã hiểu rồi ạ. Dạ nam mô Bích Thầy giá. Tại vì cái câu này hàng đêm và buổi sáng lúc nào con cũng đọc trước bàn Phật và con rất là hoan hỷ khi con đọc câu này. Nhưng mà khi lúc con học nó là không có chủ từ, tức là không có cái thân, không có cái thân mình, thì con tự nhiên con cảm thấy con bị hụt hẳn. Dạ bây giờ thì ngài nói con hiểu rồi, chủ từ là cái người xin thọ. Dạ nam mô Bích Thầy giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ kính chào thôi kệ vừa vào đạo tràng. Dạ Tâm Pháp hả? Tâm Pháp có thể cầm mic không? Mời Tâm Pháp nha. Dạ Tâm Pháp không có cầm mic được. Dạ con xin đọc cái câu hỏi của Tâm Pháp. Pháp cho phép Nhật Quỳnh nha. À, khi làm thiện phước xong, con có nên nguyện phước này không bạch ngài, nguyện như thế nào để không bị lăn dài trong luân hồi? Con kính thỉnh ngài giảng dạy cho con, kính tri ân ngài. Nam mô Bích Tha giá, con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn mẹ giá, kính thưa cho quý vị, bất cứ mình làm được cái phước gì thì có hai chuyện nên làm. Một là cho mình, hai là cho người. Cho người tức là hồi hướng, và cho mình tức là nguyện. À. Thì thường thường đó, nguyện đa số là mình, cái lời nguyện đó, đó nó có hai phần. Nguyện để đỡ thành cái thứ phước của mình, nó thành là ba la mật. Và nguyện thì nó không thành ba la mật. Nguyện thành ra ba la mật là khi nào nguyện để đi ra. Còn mình nguyện không có đi ra, do nguyện kiếp sau để cho tôi làm người đẹp vàng vũ, kiếp sau để tôi vô rung của ngài, tức là đi đức học tiếp tục đó, để kiếm sống thân nguyện để luôn ngồi đó, thì cái đó không gọi là ba la mật. Nhưng mà nguyện để chấm dứt sinh tử luân hồi, nguyện gì đó thì cái đó gọi là ba la mật. Còn cho người là mình nghĩ tới bất cứ người trong năm hạng người. Quý vị đọc trong cái bài kinh mà Tỳ Lô Cụt Thà đó, quý vị thấy có năm hạng người tới Ada Sime Akashime Nha Thi Mít Tăng Sa Khả Cha Mê Bê Ta Năng Đắc Hi Năng đó. Thì năm hạng người liên quan tới mình, thì mình nghĩ tới người đó để mình cho cái phước đó. Mình cho, trong khi mình nghĩ tới bất cứ người nào trong năm hạng người đó, thì mình nghĩ tới cái câu mà Hi Đăng Mê Buôn Nhân đó, tức là như vậy đó. Thì mình để cho người ta cái những người đó, anh ta nếu người ta có lãng giảng, người ta nghe thì nhận được thằng nô nhà thì năng hổ tổ sau cái đao tổ nhà tại vô đó, là mình làm cái nào cũng vậy hết. Nhưng mà thường thường cái phước mà mình làm rồi mà liên quan tới hồi hướng đến người, cái người qua giảng nhận được đó, thì cái phước đó làm cho cái người nhận được cái việc làm của mình, nó ít nhất phải lắm tam giới, ít nhất tam giới.
Tại sao chúng ta nói tam giới mà không ít hơn? Ít hơn vẫn có phước như thường, nhưng mà cho người khác thì nó không đủ năng lực. Tam giới đó là tại dựa vào một trong một cái chuyện tiền thân của Bồ Tát ngày xưa mà đi buôn trên tàu rồi bị tàu chìm. Chúng tôi không nhớ chuyện tiền thân gì. Thì tàu chìm thì tấp vào cái hoàng đảo, thì thấy có cái lâu đài mà không ai ở đó. Thì đi xung quanh thì lên tiếng thì có người trả lời. Người trả lời hỏi thì mới hỏi tại sao mà không có hiện ra thấy. Thì cái người đó nói là tôi nghĩa là trần truồng giống như không có quần áo mặc, không dám hiện ra. Thì hỏi làm thế nào để có thể được. Thì hôm nay là nếu mà có cái người nào mà bố thí y áo cho cái người tám giới gì đó để hồi hướng thì chúng tôi nhận được đó. Thì nhìn đi nhìn lại chứ Đức Phật là thọ tám giới, thì còn mấy người kia thọ ấy giới, thì họ chúc nhau họ dâng cho Bồ Tát lúc đó là tiền thân của Đức Phật đó. Xong rồi họ hồi hướng thì cái vị đó hiện ra có quần áo đàng hoàng, là chủ nhân của cái tòa lâu đài đó đó. Nghe là bố thí nhưng mà không có nó bị cái gì đó. Thành ra có tòa lâu đài nhưng mà không có quần áo mặc. Này quý vị, chúng tôi nhớ cái chuyện tiền thân gì nhưng mà đại khái vậy đó. Thành nó muốn hồi hướng cho cái người đã quá giảng thì cái người nhận ít nhất phải tám giới. Chứ còn mình cho mấy người mà không có tới tám giới nó vẫn có phước như thường, nhưng mà phước đó nó không đủ năng lực để cho người khác. Thành ra đó là những cái chuyện mà chúng tôi xin đóng góp để cho khi bị hỏi rồi được hiểu là vậy đó. Làm phước xong là có hai chuyện, cho mình và cho người. Cho mình là lời nguyện mà cho người là hồi hướng. Biết cách nguyện thì cái phước đó thành ba là mật, mà không biết cách nguyện thì phước đó chỉ là phước thông thường mà thôi. Kính bạch chư tôn thiền giả, kính thưa chư quý vị, cần xin an quan sinh ở trong đạo tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh do sự lợi, do sự thính pháp trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tông hiền giả cùng cần sơ âm về sinh nữ có thể chấm dứt được áo pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thầm Mại Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Tân Hát Tà Giá Sa. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng tông đông thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con được tiến gần đến đến giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng kính nhân quả phước mà chúng con đã tạo được ngày hôm nay đến giới với ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Cầu mong phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đúng rồi, giờ của ngài chỉ có tới 6:30 Việt Nam thôi kệ, thôi kệ. Dạ, 6:30 của Việt Nam thôi, không có đến 7:00, tại ngài còn có việc ở với chùa. Dạ, kính mong thôi kệ. Dạ, quý vị trong đạo tràng có thể sắp xếp câu hỏi những lúc ngài thường có gì thắc mắc, mình ghi sẵn để ngài vào thì tranh thủ hỏi. Dạ, để cho đạo tràng được học thêm, nhất là Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc thúc cho đạo tràng sau khi con sám hối ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na văn đê hăng ba đà phẳng sung và ruột tam ăn buột thệ vô khá lý tổ đô sơ buột thô cà mặt tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chư chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tà mạng ghê nà vành đê hăng thẩm manh cha đưa quy thẳng và răng thẩm mê vô khá li tô đổ sâu thẩm mô cà mặt tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê nào quanh đê hăng sẵn khanh cho được vị thọ tam ăn
sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô cà ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ chúng con thành kính cung thỉnh ngài trí đức ạ. Dạ đạo tràng có thấy tín hiệu của ngài trí đức không quý vị, hay là máy của Nhật Quỳnh dọn quá rồi không thấy được tín hiệu của ngài, tại vì hôm nay ở chùa Ngọc Đạt ngài cũng chắc rất là bận đây. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng có thấy được tín hiệu của ngài trí đức không? Dạ không. Dạ kính kính cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ hôm nay ở chùa Ngọc Đạt có việc nên là chắc sư đang bận tiếp quý sư rồi. Dạ vậy thì thôi, mình đã sám hối rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước mà mình đã tạo được ngày hôm nay do thảo